Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy? Chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên? Vì Gioan đến không ăn không uống thì họ nói: Ông ta phải quỷ ám. Con người đến ăn uống giống như thường thì họ nói: Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu quan sát những đứa trẻ để rồi từ hành vi rất tầm thường của những đứa trẻ chơi những trò chơi của những trẻ con lại trở thành một bài học cao siêu, lại trở thành một sứ điệp cho đời sống của chúng ta, cho đời sống đức tin và đời sống gắn bó với Chúa của chúng ta. Thật là một tài ba Chúa Giêsu với sự quan sát đời thường để đem cái đời thường đó, đời thường ấy không chỉ là đời thường mà nó còn là những chi tiết rất nhỏ nhặt của đời thường để có thể trở thành bài học cho chúng ta. Có bao giờ anh chị em quan sát trò chơi của trẻ con để rồi anh chị em rút ra bài học cho mình không? Tôi nhiều khi tôi nghĩ bụng, đôi khi mình ngu lắm, mình ngơ ngác lắm. Những cái trò của trẻ con có khi nó khôn ngoan lắm á, nếu mà mình biết dùng để rồi mình thấm thía chắc có lẽ nó sẽ cho mình nhiều bài học. Nhưng mà mình không biết làm, mình không biết rút ra, không có bài học. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về trò chơi ấy. Khi những đám trẻ nó quy định với nhau là chúng ta chơi trò chơi đưa đám tang, thì khi tôi thổi kèn anh phải khóc lóc, khi tôi đưa đám, tôi tổ chức đưa đám thì anh phải khóc lóc. Vậy mà chúng nó phản bội nhau, cái thằng nó thổi nó bù lu bù loa lên, còn cái thằng lẽ ra đóng vai trò khóc lóc chả khóc lóc. Thành ra chúng nó nói với nhau, chúng nó trách với nhau rằng: Tại sao tôi đưa đám mà anh không khóc lóc? Anh phản bội cái trò chơi của chính chúng ta quy định. Hoặc là ở ngoài chợ kia, cái đám trẻ nó nói với nhau là: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi vui, tôi thổi kèn thì anh phải nhảy múa. Phân vai rõ ràng, đứa thổi kèn thì đứa kia phải nhảy múa. Nhưng cuối cùng chúng nó phản bội nhau, cái đứa thổi kèn thì thổi mà cái đứa nhảy múa không nhảy. Chúa Giêsu rút ra từ đó bài học lớn lao hết sức cho chúng ta. Chúa Giêsu rút ra từ đó sự sống của chúng ta, và Chúa Giêsu rút ra từ đó sứ điệp cứu độ ngàn đời cho chúng ta. Chúng ta thấy Chúa thật khôn ngoan và Chúa thật quan sát, Chúa thật tỉ mỉ. Cũng vậy, Chúa bảo cũng vậy, Gioan Tẩy Giả đến với một đời sống nghiêm nhặt chay tịnh, các ngươi lại nói ông, trách mắng ông là kẻ bị quỷ ám mới có cái đời sống kỳ cục như vậy. Còn ta đến gần gũi với mọi người, ta cũng ăn cũng uống, ta cũng đến nhà người này người kia, ta đến viếng thăm những người tội lỗi. Các ngươi bảo rằng ta là phường tội lỗi, chơi với những đứa tội lỗi. Các ngươi đưa ra đủ lý do để các ngươi khỏi phải ăn năn tội. Các ngươi đưa ra đủ lý do để các ngươi chống lại đời sống đức tin của mình. Các ngươi đưa ra đủ lý do để các ngươi khỏi nhìn thấy sự thánh thiện mà trở về với sự thánh thiện. Đằng nào cũng nói được, người ta sống thánh, người ta sống xa cách với các ngươi, người ta sống đời sống hy sinh nhịn nhặt, các ngươi cũng trách, cũng bảo rằng bị quỷ ám. Còn người thì sống gần gũi với các ngươi cho rằng bị quỷ ám. Những lời Chúa Giêsu nói hôm nay thật là những lời đáng để chúng ta ghi nhớ, đáng để chúng ta khắc cốt ghi tâm, thưa anh chị em. Vậy cho nên từ một trò chơi trẻ con mà Chúa có thể nhìn thấy để từ đó dạy chúng ta
bài học của ơn cứu độ. Vậy anh chị em có mau mắn trở về với Chúa chưa? Có còn đưa ra lý do này lý do kia để thoái thác cái việc sống đức tin chưa? Xem ra chúng ta giống như những đứa trẻ vậy. Xem ra chúng ta đáng trách thật. Bởi biết bao nhiêu lần mình nại vào đồng tiền, nại vào chuyện đi kiếm tiền, nại vào công ăn việc làm, nại vào chuyện chúng ta chỉ xoay quanh cái việc kiếm tiền để chúng ta bớt đi công việc thờ phượng Chúa. Hỏi tại sao không lo tập trung hơn, không phải là tập trung hoàn toàn mà chỉ là tập trung hơn thôi vào việc chúng ta xây dựng nhà thờ hơn, đến với nhà thờ hơn. Trong mùa Giáng sinh, một số anh em họ vẫn làm, nhưng bao nhiêu người còn lại, có mấy người đến để góp mặt mình vào. Thưa rằng con phải kiếm tiền. Chúng ta lấy cái kiếm tiền để thay tất cả, nhưng chúng ta có cho Chúa cái gì đâu. Chúng ta lấy thời gian làm ăn, chúng ta thay cho tất cả, thay cho cả việc thờ phượng Chúa, nhưng kết cục chúng ta có ban cho Chúa cái gì đâu. Chúng ta kiếm tiền và chúng ta đổ thừa tại kiếm tiền, nhưng cuối cùng đó đồng tiền có lợi cho thân xác, cho gia đình, cho sự giàu có của mình. Chớ đồng tiền đó có mang lại, chúng ta có đem nó mà trao ban cho người nghèo đâu. Sao chúng ta lại cứ lấy lý do tầm thường để chúng ta xa cách Chúa mà không nỗ lực hơn? Nếu tôi không có được sự cố gắng này thì tôi sẽ phải có cố gắng khác. Để đừng bao giờ biện minh cho mình, đừng bao giờ bao biện cho đời sống mà mình cho là bận bịu. Thế thì trên thế gian này có ai ở không để thờ phượng Chúa đâu. Ai cũng phải kiếm tiền, ai cũng phải có cuộc sống, ai cũng phải cơm ba bữa, quần áo mặc hàng ngày, ai cũng phải có một cái bao tử, rồi có một sức khỏe, có lúc cũng phải chạy đi mua thuốc, có lúc cũng phải ngã đau mà. Thì ai cũng vậy thôi. Có điều là chúng ta có ráng để từ đó dành thời gian cho Thiên Chúa hơn, cho hội thánh của Chúa hơn hay không mà thôi. Đừng bao biện như trò chơi của trẻ con nữa, để rồi Chúa phải dùng nó để dạy chúng ta một bài học đáng lẽ, đáng ra chúng ta phải hiểu ngay từ đầu, chứ chả phải chờ đến Chúa nói. Chờ đến Chúa nói rồi mà vẫn không hiểu, mà vẫn cứng đầu thì thật là đáng trách, thưa anh chị em.